lật lại ký ức, tôi của ngày xưa. Mưa của ngày xưa, một cô bé mỏng manh, với đôi mắt nâu có thể dâng đầy nước khi bị trêu chọc, một hình dáng nhỏ bé lang thang trong mảnh đất thần tiên với những bộ váy xòe cánh công chúa. Ba tôi hay trêu cô con gái, cùng với lời răn dạy, không lo học hành đàng hoàng thì lớn lên chỉ ôm rau ra chợ bán. Lo sợ lời tiên tri của ba trở thành sự thật, tôi luôn cố gắng nỗ lực học thật giỏi. Lúc nhỏ, tôi biết vẽ, ca, múa, còn nặn tượng bằng đất sét và tham dự cả những kỳ thi cờ vua. Khi đã đủ tuổi bước vào thời kỳ học hành nghiêm túc, tôi học tốt cả văn, toán cùng các môn xã hội và cả đạo đức. Khi lên 2 tuổi, tôi được ba mẹ gửi vào ngôi trường do các tu sĩ thành lập và nhận được sự dạy dỗ nghiêm khắc của họ trong 3 năm ở đó. Tôi từng là đứa nhỏ nhắn nhất nhưng lại nhận được phần thưởng lớn nhất bởi các thành tích đứng đầu so với hàng trăm đứa trẻ khác cùng lứa tuổi. Tôi bắt đầu tham dự các kỳ thi bé giỏi bé ngoan ngay từ dạo chỉ mới chập chững học mẫu giáo. Trên sân khấu, tôi thường kiếm tìm bên dưới khán đài gương mặt hạnh phúc tự hào của ba mẹ. Ba mẹ tôi, họ vẫn uống chung cùng nhau những tách cà phê buổi sáng, ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm. Muôn hoa khoe sắc trong vườn khiến họ không thể bỏ lỡ bất cứ buổi sáng nào để ngắm nhìn chúng, như thể đó là cách họ cùng nhau gìn giữ sự lãng mạn trong tình yêu. Hơn 30 năm qua, đôi tình nhân vẫn ngồi trên chiếc võng mắc dưới hiên nhà để chuyện trò, dẫu cho thế giới có trải qua bao đổi thay. Ba biết mẹ thích hoa, ông đã mang rất nhiều giống hoa khác nhau về trồng trong vườn. Ba muốn mẹ được trông thấy hoa hồng vào mỗi sáng, hoa cúc vào mỗi chiều. Ba muốn vườn hoa gắn liền với mẹ, những con bướm đến chơi bay lượn vì mẹ, những bông hoa nở rộ ra cũng vì mẹ, những chú ong đến kiếm tìm mật ngọt thông qua bàn tay mẹ. Đây là một không gian lãng mạn để tận hưởng. Ba mẹ tôi ở đấy, giữa tình yêu và vẻ đẹp của thiên nhiên. Thực sự, cuộc hôn nhân của họ chính là một phép màu. Ba luôn tự nhắc nhở bản thân đừng phạm phải bất kể một sai lầm nào có nguy cơ đánh mất. Ba chỉ ra khỏi nhà mỗi ngày sau khi đã hoàn tất bữa sáng cùng cả gia đình, uống chung cùng mẹ một tách cà phê, ngắm nhìn mẹ đang hái quả trong khu vườn. Hết giờ làm là ba ngay lập tức trở về nhà để được ngồi bên cạnh mẹ hàng chiều trong khu vườn của họ, bởi có đi đâu ông cũng chẳng tìm được cảm giác tương tự. Hạnh phúc đích thực chính là đây, ba từng nói. Không có nhiều mối quan hệ, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài khi phải gặp gỡ giải quyết công việc. Bản lĩnh của một người đàn ông đích thực đã giúp ông dễ dàng nói lời từ chối những mối quan hệ xã giao. Ngoài thời gian dành cho công việc, ba biết đâu mới là những mối quan hệ được ưu tiên. Ba đã nghe nói quá nhiều đến khoảng thời gian cho những người thương yêu bị rút gọn để dành cho sự nghiệp nhưng ba lại nghĩ khác. Ba từng nói, một người đàn ông nói anh ta quá bận tập trung cho sự nghiệp, không còn thời gian chăm sóc cho gia đình. Rõ ràng chỉ làm sáng tỏ một sự thật, anh ta không đủ bản lĩnh để xứng đáng với cái danh xưng một người đàn ông đích thực. Người ta cho rằng ba tôi là một người đàn ông sợ vợ. Rằng ông sợ vợ đến mức không dám đi đâu khi không được sự cho phép của mẹ, có đi đâu cũng phải dẫn mẹ theo cùng. Họ không hề hay biết ba tôi hãnh diện như thế nào về vợ mình. Họ nghĩ rằng ông sợ vợ, còn ông nghĩ ông yêu thương và tự hào đến mức đi đâu cũng muốn có vợ bên cạnh. Ông luôn muốn dẫn mẹ tôi đến mọi nơi để cho cả thế giới trông thấy. Ba luôn tỏ ra nghiêm khắc, nhưng tôi luôn cảm nhận đó không phải bản tính của ông. Tôi hiểu rằng tất cả những nề nếp gia phong mà một người con gái Huế cần phải có trước khi lớn lên và lập gia đình đã buộc ông trở nên nghiêm khắc hơn với con gái mình. Nói một chút về gia phả dòng họ, bà nội tôi có với người chồng đầu tiên một người con trai. Sau khi chồng đầu mất, bà tái hôn với ông nội, sinh ra 5 người con. Ba là con út trong gia đình. Kể cả người anh cùng mẹ khác cha thì ba có tổng cộng 5 anh chị. Khi vừa lên 9 tuổi thì ông đã trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của cô tôi. Sớm bỏ học vì thói thích phiêu bạt hơn chuyện trở thành một nhà tri thức. Mỗi khi được hỏi, ông luôn lấy lý do nhà nghèo, ba mẹ mất sớm nên không đủ điều kiện học hành. Ông được gia đình cho đi học làm thợ cơ khí lắp ráp ô tô và vẫn trung thành với nghề tới lúc về hưu. Căn nhà kho của gia đình sớm biến thành một gara làm việc ngoài giờ của ông. Dậy sớm mỗi sáng, làm thêm đến khuya muộn, giữa hai việc đó là công việc hành chính ở công ty. Công việc là tất cả cuộc sống của ba tôi. Ông đã làm việc chăm chỉ suốt cuộc đời mình. Dường như ông thuộc kiểu người sẽ không chết vì bệnh mà chết vì không được làm việc. Bất cứ điều gì, dù nhỏ nhặt nhất, gia đình tôi cũng luôn có ba. Ba đóng cho anh em tôi những chiếc xe buýt hay xe tải tí hon y hệt xe thật. Ba vẽ cho tôi một con diều hình chim phượng hoàng trong hội thi thả diều của trường, trong khi các bạn khác cùng cuộc thi chỉ được ba chúng ra tiệm mua về. Con diều của tôi trở nên nổi bật hơn tất cả những con diều khác tung bay trên bầu trời. Tôi ngắm nhìn nó và thấy trong lòng dâng lên niềm tự hào vĩ đại dành cho ba. Trong nhà, ba tự tay sửa tất cả những vật dụng hư hỏng thay vì bỏ tiền thuê thợ. Bằng cách tự mày mò mọi thứ, ba đã chứng minh cho thế giới biết rằng mình có năng khiếu với mọi thứ máy móc vật dụng. Có thể, ba không xứng tầm như người thợ giỏi nhất trong mọi lĩnh vực,
Nhưng nếu chỉ để đáp ứng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì tài năng của ông dư sức thỏa mãn điều đó. Hơn nữa, ba là một người thợ lành nghề có thừa tự tin rằng mình chưa bao giờ cầu thả với bất kỳ sản phẩm nào. Áo quần đồng phục rẻ tiền được công ty phát cho ba bộ một năm cùng với số áo quần mới trong tủ. Ngày một chất đống cao nhưng bộ đồ ba đang mặc thì vẫn chưa được thay dù nó đã sờn cũ và bạc màu. Đồng phục được cấp gồm một cái áo, một cái quần, một đôi giày bằng cao su màu nâu đất và một chiếc nón lưỡi chai. Sau lưng áo và cả trên mũ, tên công ty được in màu trắng nổi bật đã trở thành thương hiệu của ba trước đám con nít trong xóm. Hễ cứ nhắc đến ba thì đám con nít lại gọi lớn tên công ty của ông. Mỗi khi phải mua đồ, ba sẽ dạo quanh một vòng ở chợ, hỏi giá qua tất cả cửa hàng có bán mặt hàng cần mua rồi chọn cửa hàng bán với giá rẻ nhất. Chưa dừng lại, ba tiếp tục trả giá cho đến khi ông có thể mua với mức giá rẻ ưng ý nhất. Kiểu mặc cả này dường như là cách sống của ba. Ông không cần dùng những hàng xịn mắc tiền cao cấp. Mỗi thứ có một giá trị và một giá tiền, và vấn đề là ba chỉ cần phải kiếm được những thứ cần thiết với mức giá vừa phải nhưng vẫn có thể sử dụng được. Trước khi mua thứ gì, ba cũng sẽ tỉ mỉ tìm hiểu cặn kẽ mặt hàng. Nhiều lúc, thói quen mua hàng và mặc cả này khiến tôi thực sự thấy xấu hổ trước những lời mắng chửi của người bán hàng. Khi được chứng kiến, tôi cũng cảm thấy ba đã trả giá hơi quá đà. Bù đắp vào điểm trừ đó là hai điểm cộng. Tằn tiện từng đồng nhưng ba lại rất hào phóng với con cái. Mỗi dịp đi xa, ba đều có quà cho chúng tôi. Ba luôn giữ đúng lời hứa mua những thứ đồ chơi mà chúng tôi yêu thích. Tuy không phải đứa con nít có ba mẹ giàu nhất, tôi vẫn luôn có nhiều đồ chơi nhất trong xóm. Đĩa CD ca nhạc của Xuân Mai, bộ đồ chơi bác sĩ, bộ đồ hàng nấu nướng và rất nhiều đồ chơi khác chỉ riêng mình tôi có trong đám con nít cùng xóm. Ba không cho rằng mình keo kiệt mà đó là khôn ngoan và trân trọng giá trị của đồng tiền. Với ba, phải thận trọng trong việc chi tiêu bởi đó là công sức lao động cực khổ. Tôi nghĩ mình đã cảm nhận về cuộc đời qua những bản nhạc ba bật mỗi ngày trước khi thật sự biết ý nghĩa của nó. Tôi đã có thể hát thuộc lòng các bài hát trước khi hiểu hết ca từ ngữ nghĩa. Mỗi buổi tối khi có thời gian rảnh, ba mẹ tôi thường bật karaoke để hát cho nhau nghe. Tôi cũng được tham gia và luôn chọn bài Nó và Tôi của Chế Linh. Khi lên 5 tuổi, tôi đã có thể hát trọn vẹn bài này mà chẳng cần nhìn lời trên màn hình. Tôi thậm chí đã học thuộc những bài hát mà mấy bác lớn tuổi trong xóm hay nghe trước cả khi học bảng chữ cái và biết đọc. Ban đầu, âm nhạc chỉ đến với tôi qua sở thích của ba, dần ra nó trở thành niềm vui thích đến nỗi hễ cứ có sân khấu thì tôi muốn được trèo lên cầm mic và hát cho mọi người nghe. Niềm đam mê được thỏa mãn khi tôi bước vào cấp 1, tôi thường xuyên được tham gia các hội thi văn nghệ trong trường. Dù chẳng có một khái niệm nào về thế giới của người lớn, nhưng tôi có thể cảm nhận được tâm tư tình cảm của họ. Do luôn dành nhiều giờ để xem biểu cảm trên gương mặt của các nghệ sĩ trên TV nên tôi biết lên bổng xuống trầm ở đâu và khi nào để mang lại nhiều cảm xúc cho bài hát. Tôi học cách đồng cảm với họ qua nét mặt chứ không qua ngôn ngữ. Chính âm nhạc đã mang lại cho tôi những cảm xúc đầu tiên về sự lãng mạn trong tình yêu và thói quen sinh hoạt thường nhật mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể vứt bỏ được. Vì giữa một đời sống quá thực tế, một xã hội trọng vật chất, đôi khi người lãng mạn sẽ bị coi như một kẻ điên khùng. Và ở cái độ tuổi chưa thực sự hiểu được mình là ai, giá trị của mình nằm ở đâu. Đã có lúc tôi ước mình chỉ là một con người với những cảm xúc thực tế như bao người. Là con của một người yêu thích âm nhạc cách mạng, tôi noi gương những chiến sĩ anh hùng trong các bài hát. Tôi kế thừa lòng yêu Tổ quốc và đồng bào. Trong các năm cấp 1, tôi luôn đăng ký tham gia kể chuyện tiểu sử về những người anh hùng. Tôi từng là một búp măng non nhiệt tình nhất trong tất cả búp măng non của trường. Tôi kể về hành động lấy thân mình che lỗ châu mai của anh hùng Phan Đình Giót, chị Võ Thị Sáu hiên ngang trước họng súng quân thù, rồi câu chuyện về thiếu niên Kim Đồng dũng cảm. Chính ba đóng vai trò như một người thầy giúp đỡ tôi trong công đoạn ôn tập mỗi năm trước các cuộc thi. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy thất vọng ở ông trong một việc. Đó là mối quan hệ của ông với gia đình nhà ngoại không được tốt, ông thường khó chịu khi anh em tôi vừa trở về từ nhà ngoại. Ông ngoại tôi từng là một người giàu có trong làng nếu không ba hoa rằng mọi người ông quen biết đều nói ông là người giàu nhất làng trước đây. Trong khi ba tôi lại là một chàng trai nghèo, cha mẹ mất sớm, đang là một anh thợ trong giai đoạn học việc. Thái độ không bằng lòng của ông ngoại trước chàng rể tương lai luôn khiến ba mang nặng cảm giác tự ti mặc cảm. Tôi ghét cái tính tự ti của ông luôn nghĩ rằng nhà ngoại khinh thường ông nên cứ mỗi bận có dịp tiệc tùng ông lại không muốn tham dự. Trong khi anh em họ của tôi được vui vẻ chơi đùa cùng nhau trong bữa tiệc thì anh em tôi thường bị tống khứ lên nhà cô của chúng tôi. Mọi lời mẹ nói đều chẳng thể thuyết phục nổi ba. Thật là một nỗi thất vọng khủng khiếp khi nghĩ đến cảnh anh em họ của mình đang vui vẻ chơi cùng nhau còn bản thân thì không được tham dự. Thêm cả chuyện ba thường xuyên nhắc đến từ nếu. Nếu ông ngoại giúp đỡ ba nhiều hơn, ba đã có đủ chi phí xây dựng xưởng, chuyển ra làm riêng và giờ kinh tế gia đình đã khá giả hơn gấp nhiều lần.
Tôi không hiểu tại sao ba không thể vứt bỏ được cái định kiến đeo bám ông rằng gia đình bên ngoại khinh thường ông. Trong khi dưới quan sát của mình, tôi lại nhìn ra một hướng khác. Quả thật tôi cũng thấy ba là một người tài giỏi và lại có khiếu ăn nói, nhưng chuyện ba không trở nên giàu có, số phận cuộc đời ông bị đổ trách nhiệm sang cho ông ngoại thì quá vô lý. Ba còn đổ lỗi cho số phận, nếu ông nội và bà nội không mất sớm, ba có thể học hành đến nơi đến chốn. Nếu chị gái ba không đổ hết tài sản ông nội để lại vào việc buôn bán kinh doanh thì ba đã có một số vốn để khởi nghiệp. Tại sao lại đổ lỗi cho người khác về những thiếu sót của cuộc đời mình? Tại sao mình không tự nhận trách nhiệm? Đổ lỗi cho người khác thì bản thân mình được gì? Để thấy mình đã sống quá phụ thuộc vào người khác. Những câu hỏi này liên tục bám đuổi tâm trí tôi. Ba thì như vậy, còn mẹ tôi phản đối việc chi tiêu phung phí đến mức từ chối các nhu cầu của bản thân. Không son phấn trưng diện, không váy đầm, không bạn bè, tuổi thanh xuân của mẹ trôi qua trong những lo toan cơm áo gạo tiền. Chính vì không có nhu cầu phải có thật nhiều tiền nên mẹ chọn cách sống tiết kiệm và chi tiêu hợp lý. Về khoản này có lẽ cả mẹ và ba đều rất giống nhau. Gia đình tôi hiếm khi tới nhà hàng vì mẹ không muốn mua đồ ăn do người khác nấu trong khi bản thân lại là một người nấu nướng chuyên nghiệp. Tôi từng chứng kiến mẹ liên tục đổi việc từ nhận may áo quần theo dây chuyền tới thêu thùa may vá cho các xưởng dệt thủ công. Ban ngày mẹ đi làm ở xưởng còn buổi tối phụ giúp bán hàng cho một vài người quen. Rất nhiều công việc khác được luân phiên thay đổi cho đến khi niềm đam mê nấu nướng xuất hiện. Nấu ăn cho tiệc cưới, đám hỏi, ma chay hay cúng giỗ, công việc này được mẹ tin yêu tận hiến. Gia đình tôi thường ăn thức ăn mà mẹ mang về từ các sự kiện. Cả nhà sẽ cùng quây quần trong tiếng cười và hạnh phúc vì được ăn thức ăn ngon mà không phải mất tiền. Cho đến lúc tôi trưởng thành, mẹ đã có hơn 20 năm tuổi nghề trong ngành ẩm thực. Dù nhiều lần nuôi ý định ra làm chủ, tự nhận dịch vụ rồi quán xuyến mọi việc, bà vẫn trung thành với người chủ đã dạy nghề cho mình. Ra làm riêng sẽ có nhiều thu nhập hơn, có điều kiện phát triển hơn, nhưng cái ý nghĩ không được vì tiền mà đánh mất đạo đức của một con người. Không muốn phản bội người đã có công dạy nghề cho mình, đã khiến mẹ chọn tận tâm với thầy. Đôi khi, tôi dành thời gian ngắm nhìn mẹ trong căn bếp, đang dọn dẹp nhà cửa, hay tất bật với đống lộn xộn mà anh em tôi bày bừa. Mẹ chuẩn bị thức ăn cho chồng con, ngồi trước cửa nhìn ra khoảng không xa xăm đợi ba tan ca về nhà. Những lúc ấy đột nhiên tôi cảm thấy mẹ đẹp vô cùng. Mẹ đẹp ngay cả khi mẹ đang bận bộ đồ thun ở nhà cũ kỹ sờn rách và đôi môi nhợt nhạt còn đầu tóc mẹ thì rối bù. Những lúc đó, mẹ không lo nghĩ về những người xung quanh, không yêu cầu bất kỳ sự chú ý nào của thiên hạ. Mẹ yêu chồng và những đứa con, làm tất cả để chăm lo cho chúng và không còn nghĩ về bản thân. Một cái đẹp duyên dáng mà không son phấn váy đầm nào có thể trưng diện bằng. Tôi không thể nói mẹ đẹp theo bất kỳ cách nào khác, chỉ cảm nhận đó là một cái đẹp thật giản dị. Phong cách sống của mẹ đơn giản, không hề có ước mơ sẽ được sống trong nhà cao cửa rộng hay đi ô tô sang trọng. Mẹ chỉ cần một mái ấm nhỏ hạnh phúc. Bản thân tiền bạc không phải thứ mẹ cần. Một số tiền vừa đủ để trang trải cuộc sống, và khi đã đủ để sống qua ngày thì mẹ chẳng cần gì nhiều hơn. Mẹ đã có những niềm hạnh phúc ngập tràn tiếng cười, những quan tâm vụn vặt, những chia sẻ về cuộc sống từ ba và những đứa con. Mẹ nhận ra mình không cần thêm những hào nhoáng bên ngoài thì mới có được hạnh phúc. Trong khi con người ở thời đại này vẫn cho rằng chẳng còn tình yêu chung thủy, đó chỉ là tình yêu của người xưa. Tôi vẫn tin rằng ở đâu đó trên trái đất này, ngay buổi chiều nay dưới cơn mưa vẫn có những người phụ nữ yêu một người đàn ông bởi đơn giản vì yêu chứ không phải vì họ có thể mang lại cho mình một cuộc sống sung túc. Tôi là một minh chứng, bởi tôi đã được thừa hưởng bí kíp yêu thương này từ mẹ. Gia đình ông ngoại giàu có vào hạng nhất nhì trong làng. Trong khi ba chỉ là một thanh niên nghèo, cha mẹ mất sớm, nhưng mẹ vẫn cương quyết chống đối lại tất cả lời cấm đoán của ông ngoại để yêu và lấy ba làm chồng. Ngôi nhà ba gian trên nền đất, lợp ngói đã đổ nát. Vào mùa lũ, nước lên quá cửa sổ, mùa mưa thì nước dột, tôi nhớ mình đã từng sống trong một căn nhà như thế khi còn rất bé. Cả cuộc sống của mẹ chỉ gói gọn lại trong căn nhà nhỏ. Thế giới bên ngoài căn nhà ấy là gì, tôi nghĩ mẹ chưa từng biết đến và có khi mẹ cũng chẳng hề quan tâm. Hình ảnh của mẹ giống hình mẫu phổ biến cho những người phụ nữ truyền thống trong gia đình người Việt và gần gũi hơn là của người xứ Huế. Sống và hy sinh cuộc đời mình cho chồng và con cái. Được sinh ra và nuôi dạy bởi một người phụ nữ như thế, tôi đã suy nghĩ như thế nào? Mọi cô gái nếu không đẹp thì cũng nên cố gắng trở thành một người tài giỏi và duyên dáng. Nếu không là người phụ nữ đức hạnh của gia đình thì cũng nên cố gắng trở thành người độc lập tài giỏi trong xã hội. Họ có thể chọn cho mình một kiểu nhưng nhất thiết phải thuộc một trong số đó. Tôi không thấy mình thuộc kiểu xinh đẹp và duyên dáng, cũng không muốn hạnh phúc của mình gói gọn trong một mái ấm nhỏ. Khi lớn lên, tôi muốn mình trở thành một cô gái thông minh, độc lập và tự do bay nhảy khắp mọi nơi. Mẹ luôn nhìn vào những điều xảy đến bằng một ánh mắt vô thường. Cách nhìn nhận của tôi hoàn toàn khác với mẹ.
Một sự việc dù nhỏ nhặt luôn được tôi phân tích mổ xẻ thành một vấn đề phức tạp hơn trạng thái hiện tại của nó. Tôi phóng đại bất kỳ thứ gì mình bắt gặp. Với tôi, mọi thứ đều là số mệnh và tôi phải tự nắm trong tay vận mệnh của mình. Mẹ tôi luôn cho rằng đời người do ông trời sắp đặt, nhưng tôi thì khác. Mọi thứ trong cuộc đời tôi phải có một ý nghĩa và tôi luôn muốn tìm ra nó. Mẹ là người an phận, không mấy khi bận tâm về những sự việc trên đời, còn tôi lại ưa một cuộc sống nhiều sóng gió. Đó là tất cả suy nghĩ của tôi khi bước vào tuổi 18. Tuy nhiên, tôi sẽ không băng qua tuổi 18 mà bỏ sót tuổi 12 với nhiều biến cố. Có thể nói, đây chính là độ tuổi tôi bắt đầu bước vào thời kỳ khủng hoảng đạo đức.